Lô Dung Vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với phần 4 của anh em mình nha. Chào cả nhà. Ghe đang gặp sự cố nha. Bể hộp sốt. Thì mấy anh em sửa từ hồi mà xuất phát tới giờ này. Mình kết thúc cái phần 3 là sửa tới giờ luôn. Từ 10 giờ trưa mà hiện tại là sửa tới 3 giờ chiều nhưng vẫn chưa gọi nha cả nhà. Không. Chảy dầu kìa. Chảy dầu quá gì kìa. Đó. Dầu quá nước. Nước ở đâu? Chảy thùng dầu quá gì kìa. Đó. Nó tự gì chung vô đây nè, nó bị gì nè. Sửa được không anh Trọng, nhắm sửa được không? Dán. Dán rồi để em thôi về. Dọc về. Cái này nếu mà sửa được thì anh em mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Nếu mà sửa không được thì mong cô dì chú bác anh chị em thông cảm nha. Thì hộp số nó bị bể và bắt buộc anh em mình phải về sớm. Tại vì còn hai điểm cá mình chưa đánh. Mà nước này cũng hơi thấp cho nên anh em tính đeo thêm 2 ngày nữa. Để kiếm một cái video thật hấp dẫn săn bắt chúng cho cả nhà xem, nhưng mà giờ tình hình nó như vậy rồi. Hả? Căng rồi. Căng rồi. Giờ có cái giữa vậy. Đi giữa nó đâu. Máy là bể hộp số. Có mày không? Đó. Nó còn bị hấy hay gì anh Trọng? Hồi nãy đóng. Đóng nó bị tả. À. Hiện tại thì mấy anh em mình đang ở xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, thuộc tỉnh Đồng Tháp nha bạn. Thì qua tới Đồng Tháp thất thủ. Dạ. Nó bị hấy rồi, anh đóng nó chéo lum chân anh đừng đó. Càng đóng càng ấy, một hồi giũa nó mệt lắm anh. Giờ ba anh em thay nhau giũa đi. Lấy cục đá mà giao á. Ừ, ba người thay nhau giũa từ từ. Cái loại nãy mình đóng cái đầu nè, thay đi. Đồng Tháp thất thủ rồi. Về dưới này. Có bạn nào ở Tân Hòa biết cái chỗ này không ta? Cặp máy sông luôn nha. Anh em mình check in Đồng Tháp nhưng mà bị thất thủ. Anh em quay cái view rộng rộng cho các bạn xem luôn. Thật là buồn quá đi. Không dữ đó. Đây thì mình nhìn xuống thì có mấy cái trụ điện nè. Ở dưới này có người dân người ta cũng nuôi bè cá. Nhưng mà ít hơn ở trên Long Xuyên với lại Chợ Mới. Long Xuyên với Chợ Mới nuôi cá nhiều lắm. Ok nha bạn. Thì ghe sửa xong rồi. Hú hồn chim én. Khoan mà không biết coi chạy sao đây người dân ơi. Không biết chạy được bao nhiêu lâu. Kệ tới đâu tính tới đó đi. Thì cơ ứng biến. Chứ bây giờ thì nói chung lên bờ thì sửa cũng được các bạn. Nhưng mà mình thôi. Anh em mình cũng lên bờ. Bờ nguy hiểm quá. Khoảng cách an toàn đi. Mình thì sợ người ta. Ai coi chừng. Ta sợ mình hả? Người ta cũng sợ mình. Ít nhất là gì nhập. Tiếp nha.
Anh em mình không ai sạch hơn ai nhưng anh ơi. Xong nước nhóc rồi tắm chút xíu sạch gì. Xíu cũng xong. Còn lẽ nhiều nước đây anh tắm không sạch. Vậy. Quần mua mới mua hả? Nhiều. 100 ngàn hả? 90 ngàn. Còn đã đỡ hơn quần. 90 ngàn nè, quần anh chồng nè, anh chồng 100. Anh tắm trước đi, hồi anh với anh chồng tắm sau. Ừ. Anh tắm trước à? Xong rồi phải không? Ừ. Xong rồi anh với anh chồng tắm sau. Dọn dẹp cái này cho nó bớt. Cái đó hả, cái này? Tiền lộn nắp rồi anh chồng ơi. Đúng rồi đó, cái đó đó. Thứ à, tại vì anh ở đó anh mua con 2 cái được mà. Dạ hả? Đồ cái gì cũng sẽ mua 2 cái, chứ thôi giờ này đi về rồi. Có mấy gì mà bây giờ còn có 1 cái. Tối anh em mình quýnh cái nước lẻ nha cả nhà. Quýnh hai xuồng mà, xuồng quýnh đường lưới à, không có quýnh nhiều đâu. Thứ nhất là cái nước lẻ mình quýnh mình kéo liền 15 phút rồi kéo à. Cái thứ hai nữa là bãi lạ. Sông Lai Dung thật yên bình. Ở đây thì ghe cổ không có nhiều bằng ở Long Xuyên chợ mới nha cả nhà. Dí dòm lộn bên mà. Lộn bên. Dàn lưới của anh em mình quýnh xong rồi nè. Chắc có tầm 15 phút là kéo liền nha cả nhà ơi. Này quýnh nước lẻ. Bắt đầu thăm lưới ở Đồng Tháp. Nói chung dưới Đồng Tháp này anh em mình quýnh hai giác. Giác tối này với giác sáng khoảng tầm 4 giờ sáng. Sâu dữ dằn sâu. Nước lẻ là nước mình đánh mình không có ngâm, mình đánh cái nước đầy. Cho nên anh em mình gọi là nước lẻ, còn nước ngâm là nước chín. Dưới kéo nước có 10 mấy sải. Anh này kéo 20 mấy 30 sải. Kêu cả chương trình thả bắt đầu nữa nghe cả nhà. Tính cá cóc không à, nghe kêu ụt ụt kìa. Xong xà bông cái dàn lưới đánh được con cá sấu thả luôn. Dàn lưới này được con cá sấu một thả luôn. Chạy lên anh chậm với anh chậm lên có dính vòng người cả nhà. Anh em cái này thật thù rồi. Hôm nay mình sẽ ngắm bình minh ở Đồng Tháp nha cả nhà. Mặt
trời lên hơi cao rồi. Thì Danh cũng rất là mong cả nhà thông cảm, cô dì chú bác anh chị em thông cảm cho anh em là cái chuyến du lịch săn bắt miền Tây này mình sẽ khép lại trước cái dự kiến. Dự kiến anh em sẽ đi 5 ngày nhưng mà mình đi được 4 ngày mình phải về rồi. Lý do thì để anh em thông báo với cả nhà ha. Anh em đang chuẩn bị nấu lẩu mắm nè. Sao anh Đậu? Còn cá cốc. Đậu. Cái lưng sao rồi? Phải không? Còn nhức quá. Đó hả? Chưa ổn, không kéo lưới nổi nè. Thôi về. Đi 5 ngày mà chương trình của mình còn có 4 ngày à. Do anh chồng bị cụt xương sống nha cả nhà, tại vì chuyển qua hư cái máy đó sửa đó thì ngồi khoảng 5-6 tiếng đồng hồ thì cái xương sống anh bị đau hôm bỏ nước lớn luôn. Thôi mà hỏi Quýnh rồi nói không không qua trời nhất kìa em ơi, chịu hết nổi rồi thôi đã rồi nghỉ sáng ngán thì anh em mình định ăn rồi về, bởi vì mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Uổng quá à, cũng thời tiết do là cũng xui gũi mà cả nhà, tại vì nửa đường cái máy nó hư thì anh em sửa phải mới xảy ra sự cố vậy đó. Bây giờ còn nhất cả nên hôm bỏ nước lưới của anh em luôn mà. Kéo Quýnh này đâu có kéo được. Một khúc luôn ha. Dạ. Đây thì vì sức khỏe của anh em, người ta nói là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Thì mai anh em mình, anh Trọng mình bị cụp sinh sống rồi thì anh em mình bắt buộc phải kết thúc cái chuyến này sớm để về cho ảnh đi chích. Thì nay có con cá cốc đây, bữa thì có chuẩn bị là cái này để mình nấu lẩu thái nè, là lịch trình mình còn đi nữa, đồ mình chuẩn bị nấu lẩu thái, thịt ba gỏi để nấu lẩu mắm, còn một cây chuối cây trong này nữa nha các bạn, bắp chuối nữa nè. Bắp chuối ở dưới này nè, là bắp chuối chuối cây này nè, đó là cái chuối cây này mình ăn con mẻ nè, bắp chuối này mình nấu lẩu thái nè. Nhưng mà vì cái sức khỏe của anh Trọng cho nên mình quyết định là kết thúc cái chuyến này tại đây để về cho anh Trọng anh lo sức khỏe nha. Giờ mình vô nấu cơm. Lưới đó lưới gì vậy anh Trọng? Giống lưới cái quá. Cơm. Bắt đầu xào xả tỏi ớt như thế nè. Mày chơi cái nồi lẩu siêu to khổng lồ luôn. Chồng anh đang nấu cơm. Ôi hẹn Đồng Tháp một ngày gần nhất nha. Cái này do anh em bị sự cố bất dĩ. Cho thịt xào luôn cả nhà. Ký thịt à? Ký thịt. Mày nấu nồi mắm thiệt là nhiều luôn. Còn hai món ăn nữa mình nấu chưa hết. Món cơm mẻ với món lẩu thái. Bây giờ mình cho nước dừa vô nghe cả nhà. Bốn cây dừa. Giờ mình cho mắm vô luôn nha Danh. Mắm này mình lược sẵn rồi mà. Lược sẵn. Mình nghĩ là nó nước là nhiều vậy. Không nhiều đâu anh hai. Dừa. Dừa. Em thấy nước còn ít nữa đó. Ít nè. Nè cả nhà. Giờ bắt đầu nêm nồi mắm nha cả nhà. Cho đường. Cho 4 muỗng, tại muỗng nó hơi nhỏ. Giờ mình cho 1 muỗng bột ngọt. Thì mình không sử dụng muối nha nha. Nãy mắm nó mặn rồi.
dậy lên thì cho nó sôi lên cái mình thả cá vô mắt là lẩu mình ăn cơm sáng nha cả nhà. Chỗ này cũng thơm mộng nha, lẩu mắm ở đây cũng người dân người ta chắc chà người ta giữ mấy cá mũi đỏ nữa mà cặp đây ta nuôi bè nuôi cá luôn nè. Sông này nói chung cũng rộng, rộng sông trên kia ha. Ừ. Một bính nước khỏe không có, đang có cái anh này anh đang bính lưới gì nè. Mở này danh nhìn tươi chăm với nấm tiết, nấm linh chi. Đây cái chén cúng gì vậy? Con này. Còn nấm tiết vô nghỉ sôi luôn. Nó lạnh quá nó nóng băng rồi. Còn có cốc này một thao thịt luôn. Hết biết. Ba gọi trên sông, ba gọi trên sông. Đụng ba gọi trên bờ luôn nè. Chén gấp cá cúng nè. Cho miếng cá. Em bắt đầu. Về. Em uống đậu hồ thôi. Chứ này đi sao mà thất quá rồi. Ăn bông mắm thì không thể thiếu bông súng nha các bạn. Đi ơi. Cũng ăn bông súng mắm kho. Đi về miền Tây ăn cho đã thèm nè. Làm đi con. Ăn rồi về đi chích. Rồi dưỡng đi rồi về đang đi chích. Ừ. Chào trai. Rồi cảm ơn con. Wow. Cũng ba gọi nè. Wow. Xuất sắc luôn ha anh hai ha. Dạ tươi luôn. Thì cá ngon quá cả nhà. Thì dự định là anh em mình ở thêm 2 ngày nữa. Thì do xương sống của anh Trọng bị nhức á cả nhà, anh em mới về tặng chích thuốc cho ảnh mau hết để ảnh đi tiếp tục với anh em mình nữa. Thì cuộc săn bắt anh em mình gián đoạn tại đây, mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Thôi mời cả nhà ăn cơm sáng với anh em, ăn cơm này là buổi anh em mình trên đất Đồng Tháp nha cả nhà. Tạm biệt đất Đồng Tháp bằng buổi lẩu mắm. Thôi anh em ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tối rồi anh ơi, hết nói chuyện được hả? Chuyện rồi, quá trời béo quá. Quá béo luôn rồi. Mặt cá. Tâm đi chắc. Tâm đến tháng. Tâm tiết. Tâm tiết vô đây làm sao? Ừ,
này mở vàng tư luôn, vàng tư luôn. Ăn cũng 5 tiếng rồi. Béo một hôm. Là nay sáng quan trọng bị nhất, anh em mình không có lay gai được. Ăn xíu anh em tranh thủ về. Núm bỏ vô ăn cũng ngon quá vậy. Núm này lẩu gì không được. Có mẻ cũng được vậy. Nó nấu canh chua cũng được vậy. Bông súng này chín hết rồi. Bông súng chín rồi nè. Được bớt lửa đi để hồi nó nghiệm. Đi xa mà đi tới 3 tỉnh mà khách thu quá cả nhà. Bây giờ mình về bữa nay là mình về tại vì lý do anh Trọng cũng sống anh nhất rồi về hãy cái thuốc cho anh An Giang, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp hả? Nhà mình còn sót hai tỉnh đó mà chưa tới. Thì hai ngày hai tỉnh đó. Hôm nay ăn buổi lẩu mắm chia tay tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mới năm rồi anh hai anh đi quýnh quần chúng mà năm nay. Năm rồi còn cá nhiều. Thất dữ thiệt chứ. Năm nay thất điều. Thất điều hết trơn luôn. Mình có đi trải nghiệm như vậy nè. Mình mới biết là cái cuộc sống của dân chài lưới á là năm nay là thất. Thấy mình thất mà ai cũng thất chứ. Chứ thực sự mình ở nhà không mình cũng không biết, ở trên này anh em thất. Thất hơn năm rồi á. Sao thời tiết càng ngày càng đổi. Cái nước giờ cũng khó đón luôn. Hai đủ. Như tía rồi canh nước rồi có khi bị chặt qua luôn hết anh. Thì năm nay cái nước nó đổi gió tùm lum thì không được đâu. Mấy người làm vài chục năm cũng canh không được luôn. Là em bắt dài quá cho bắt đi mà thổi dành rung rung rung. Càng lên An Giang mà càng đi xa lên huyện Chợ Mới á là nó càng lạnh. Đi gì mà chùm mền suốt luôn mà không bỏ áo lạnh ra được mà. Rút về ngoài làm như đỡ lạnh rồi. Có nắng lên nắm ấm thế vậy. Mấy bữa mình đi ui đi ngay bão á. Mà hên bão cũng không ảnh hưởng, không có mưa gió gì. Nói chung chuyến đi cũng suôn sẻ các bạn. Chỉ là về trước dự tính thôi. Cái chuyến đi này thì ok. Tôm cá thì danh thấy bao nhiêu đó thì cũng ok rồi. Về đặng chích cơm trọng nó hết cái. Tí còn đi quay với mình với còn đi quấn lưới nữa. Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cái điểm này là điểm cá bự gì. Một chưa ngay nước thì chào tạm biệt Đồng Tháp. Chuyến đi này của anh em mình chính thức khép lại. Giờ sẽ chạy thẳng về vùng Lâu Dung.
bữa bè. Thanh Bảo bè. Hôm nay mình về tới nhà an toàn nha cả nhà ơi. Do chuyến này đi là tình hình dịch bệnh cho nên anh em mình không có ghé chợ, không ghé đâu hết trơn á. Mừng quá, về nhà rồi. Chết đậu lên. Mừng quá. Đó thì một số bạn cứ nói là anh em mình kiểu như quýnh lưới á, lấy bọc rồi dục lại xong. Để dành quay luôn ha. Từ An Giang về luôn à. Bọc từ An Giang anh em mình đem về luôn á. Để An Giang với Sóc Trăng. Đây nè. Tình tình nghĩa bạn bè. Tại vì khi nào mà cái đống này nó nhiều nhiều một xíu nữa anh em mình sẽ đốt nha. Đó. Lẩu con mẹ anh em bắp chuối về luôn. Anh sống anh đỡ chưa? Đỡ rồi. Chịu đi chích nha. Xì xì. Xì xì. Ở dưới sông mấy ngày lên bờ xong hai giò túc túc. Xong rồi. Đâu có được đi thoải mái đâu. Cái cốc ngủm hết luôn hả anh hai? Con trong này. Còn con mọc hả? Còn sống con mọc hả? Ừ. Cá út. Cá út. Cá út. Cá út. Thành quả không quan trọng nha. Ừ. Quan trọng anh em mình được trải nghiệm. Rồi. Hả? Hai cái sủ. Dạ. Dạ. Con trong phan rộng hả? Bắt lên luôn. Thì đây là thành quả anh em mình đi về sau một chuyến 4 ngày. Hai mấy ký. Đem về chắc cũng cỡ mười mấy ký hả? Hai mấy ký. Hai mấy hả? Ủa vậy là chuyến này mình cũng được 30-40 ký hả? Ừ. Còn cỡ hai mấy ký cá nha các bạn. Thì đây là một cá cháo, một cá út. Cá cháo. Con dầu đếm cá tông cốc cái sủ cá bự rồi đây à dạ đây là bốn sao à, còn nhiêu đây anh em mình sẽ chia ra về gia đình người mớ ăn nha. Thì thay mặt năm anh em anh cũng cảm ơn tất cả mọi người thì trong suốt thời gian mấy anh em mình đi săn bắt, mọi người cũng chúc anh em thường độ bình an và hỏi thăm sức khỏe rất là nhiều nha. Thì chuyến 4 ngày săn bắt trên sông nước miền Tây xin khép lại tại đây nha cả nhà. Thì mình sẽ sửa đổi lại một chút, tức là bây giờ cái tình hình dịch bệnh quá anh em mình không có review mấy cái chợ ở miền Tây được nha các bạn. Bạn thông cảm cho anh em mình nha. Thì nói chung nó tình hình mấy cái vùng mình đi là nó phức tạp lắm cho nên mình không có lên mấy cái chợ được, mong các bạn thông cảm nha. Thì anh sẽ sửa lại cái tiêu đề, tức là mình không có đi tham quan chợ nên mình không có lấy cái tiêu đề là du lịch được ha. Lúc đầu là anh em cũng tính tham quan nhưng mà lên trên đó thì được biết là ở chỗ anh em mình đi là mấy cái đó là chỗ đó là ngay cái vùng dịch á, cho nên mình không có lên đó mình tham quan được. Thì tiêu đề thì anh sẽ sửa lại nha các bạn. Năm anh em mình xin dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.